Tay tác giả bài báo đưa ra một luận đề rất lạ. Hình thái của những gia đình truyền thống đang dần dần mất đi, mà thay vào đó là một xã hội gồm có những gia đình sống độc thân, những gia đình chỉ có mẹ và các con. Mày toàn sưu tầm những chuyện đâu đâu, chả ra làm mày sao cả. Im để tao nói tiếp. Tay nhà báo ấy còn nói rằng, đến giữa thế kỷ thứ 21, đứa trẻ nào mà sinh ra trong một gia đình bố mẹ có giá thú là một điều hết sức đáng ngạc nhiên, phải không mọi người? Này, sao cậu không xin trường đại học báo chí mà học vậy hơn không? Này, sao cậu không theo nghề của bố đi? Tớ cũng muốn lắm chứ, nhưng mà thi chưa. Nhưng nhất định tớ sẽ là một nhà báo amateur có hạng. Này, hôm nay đi đâu chơi nhỉ? Đi ăn kem. Không, đi karaoke. Tớ biết một bar rất xịn mà lại rẻ tiền. Đi. Đi. Lên đi, còn đứng đấy làm gì nữa? Cậu quên hôm nay là thứ bảy à? Ồ, chết rồi, hôm nay là thứ bảy, ông già đến đón con đi ăn. Tụi mình lại lẻ đàn rồi, chán thật. Thế thì tớ cũng phải về với bà già vậy. Ly, cậu phải đi mà nghe những bài báo của chàng Dương chứ, bổ ích lắm đấy. Kìa, ông già đến rồi kìa. Bố. Chào các bạn trẻ. Chứ. Tội con Hương nhỉ, bố mẹ cứ như mặt răng mặt rời. Ôi giời, tại ông cứ đi suốt nên bà ấy giận đấy mà. Này, đáng ra là tuyệt vời đấy. Gia đình cứ cuối tuần sum họp một lần, thế mới hay chứ. Cứ như nhà tớ, bố mẹ suốt ngày ở bên nhau, chẳng có chuyện gì mà nói cả. Chú ơi, dẹ lối này chú ạ. Dẹ đây hả cháu? Sao thế con, lại định thay đổi chỗ ăn à? Không ạ, bố này, con nghĩ việc ăn uống chả quan trọng. Cái bố thiếu là không khí gia đình cơ, đúng không? Cho nên con muốn bố về nhà. Thế mẹ con đi vắng à? Mình sẽ làm xong cơm trước khi mẹ về. Con sẽ mời mẹ ngồi cùng mâm với bố con mình. Mẹ sẽ không thể từ chối được đâu. Con đã bàn với mẹ chưa? Bố sợ mẹ con giận đấy. Bố ạ, từ lâu con vẫn muốn bố mẹ phải ngồi lại nói chuyện với nhau. Cả hai cùng là người tốt, cùng yêu thương con. Vậy tại sao không thể dành cho con một cuộc sống gia đình đầy đủ, đầm ấm nhỉ? Tính mẹ con cứng rắn lắm. Mẹ con đã muốn làm gì là làm bằng được. Con cũng đã nói chuyện với mẹ mấy lần rồi. Con nghĩ mẹ cũng hiểu được con. Có điều bây giờ mẹ con bận quá, nên khô khan cứng nhắc thế nào ấy. Bố, bố cứ để con đạo diễn chuyện này. Con tin là sẽ làm cho mẹ thay đổi quan điểm. Vào đi con. Vâng. Nào, bây giờ bố phải làm theo lệnh của con nhé. Rồi, bố có biết cách nhặt rau rút không? Bố biết chứ. Đây. Ở ngoài chợ, người ta bán rau nhặt sẵn, nhưng con cố tình mua chưa nhặt, để bố tập làm đấy. À đây, để con bật chương trình TV. Bố theo dõi chương trình quân đội, không thì lại xa rời công tác chính trị tư tưởng. Kính chào các đồng chí và các bạn. Chúng tôi xin giới thiệu đoàn bộ binh quyết thắng hôm nay. Trung đoàn quyết thắng luôn luôn quan tâm đến công tác huấn luyện, coi đó là mục tiêu quan trọng hàng đầu. Có cảnh quê của đơn vị bố đấy. Toàn diện, đủ khả năng. Bao giờ bố reo lên khi thấy cảnh gia đình mình sum họp thì mới hay. Chứ về nhà rồi, bố vẫn nghĩ đến đơn vị là chưa đạt đâu đấy nhá. Chưa đạt là thế nào? Đội ngũ cán bộ được kiểm tra toàn là chưa có sức thuyết phục với bà mẹ cương cứng của con ấy. Và thực hành chiến thuật bộ binh. Nào,
Bố xong chưa? À, xong rồi đây, còn mấy cái nữa thôi. Thôi, để con nhặt nốt cho. Bây giờ bố tiếp tục vo gạo, nấu cơm. Hôm nay con không sử dụng nồi cơm điện, để rèn luyện tay nghề cho bố đấy. Gạo ở đâu hả con? Trong kia bố ạ, bố cứ mở nắp hòm ra là thấy. À. Sao giám đốc không để cho cô con gái đi chợ ạ? Cháu nó bận học. Với lại bọn thanh niên bây giờ mải chơi lắm. Vâng. Bố có vui không? Đi nhà hàng chán chết. Này con. Dạ. Cứ bị mọi người nhìn. Chắc họ tưởng còn kiếm được một ông bồ già sĩ quan cao cấp giàu có. Cái con này ăn với nói. Con nói thật đấy. Nhìn vào mắt họ con biết. Mà cũng tại bố với con chẳng giống nhau mấy mà. Lâu lắm rồi, bố mới có được không khí đầm ấm gia đình thế này. Cơm bữa nấu ngon như thế này mà con còn chê à? Bố phải tập nấu nhiều nữa thì mới ngon hơn được. Thôi, bố tập thế là đủ rồi. Bố cứ phải năng năng đến đây nhá, con mình cùng nấu. Bố thấy được đấy chứ. Chào anh. Mẹ ơi, con bảo này. Con xin lỗi vì đã không hỏi mẹ trước. Nhưng mà con thương bố. Vì bố chẳng bao giờ được hưởng không khí gia đình. Thôi được rồi, hai bố con cứ ăn cơm đi. Mẹ. Nhưng con muốn cả mẹ cùng ăn cơ. Mẹ chả biết nói gì với bố con cả. Mẹ ơi, sao mẹ không thể cởi mở để hiểu cho bố? Dù sao bố vẫn rất thương con và yêu mẹ nhiều lắm. Bố vẫn luôn là người tốt mà. Thì có bao giờ mẹ nói ông là người không tốt đâu. Thôi được, để mẹ lên thay đồ rồi mẹ xuống. Mẹ đồng ý rồi đấy. Con bảo này, bố phải cởi mở ga lăng vào bố nhá. À quên, bố con mình chưa mua hoa. Để con chạy ra đầu phố một tí. Thôi con, hoét làm gì, bố mẹ còn trẻ trung gì nữa đâu. Đấy, bố lại cứ thế. Từ hồi bung ra làm ăn lớn đến giờ, mẹ con cũng hình thức lắm. Bố phải chiều mẹ chứ. Bố là anh chàng nhà quê lạc hậu, không xứng với mẹ con. Bố, bố đừng nghĩ thế. Mẹ xuống rồi đấy. À. Thì vào ăn cơm đi. Sao mẹ bảo thay đồ mà vẫn mặc thế này? À, lát nữa mẹ đi có chút việc. Chuẩn bị xong chưa con? Kìa, bố mẹ ăn cơm đi. Em ăn cơm đi cho con nó vui. Vâng, mời anh. Con ăn đi. Của mẹ đấy. Alo, ai đây? Vâng, tôi Thụy đây. Vâng. Vâng. Tôi sẽ đến ngay bây giờ đây. Anh Huy và con cứ ăn cơm nhé. Em phải đi có việc đột xuất. Mẹ. Chuyện công việc con ạ. Nói với con đi, sự bố mẹ có chuyện gì lớn lao đến thế hả bố?
Con không hiểu được đâu. Chuyện tình cảm nó tế nhị khó nói lắm con ạ. Tại sao bố mẹ không thể nói thẳng ra được với nhau? Bố mẹ đều là trí thức. Người trí thức sống bằng cảm nhận nhiều hơn con ạ. Nhưng với con, bố cũng không thể nói những nguyên cớ thực sự nào hả bố? Bố mẹ lấy nhau ở chiến trường, giữa lúc bom đạn chết chóc hàng ngày đe dọa. Thực ra bố yêu mẹ con hơn. Còn mẹ chỉ hoảng sợ trước sự cô đơn trống trải. Rồi mẹ con ra khỏi mặt trận từ trước khi chiến tranh kết thúc. Sau khi sinh con, mẹ con tiếp tục học trên đại học. Xa bố rồi, mẹ luôn bị dằn vặt với những câu hỏi về mối quan hệ giữa hai người. Đó là tình yêu hay những sai lầm do hoàn cảnh chiến tranh? Lần bố mẹ ra tòa ly dị, khi bà thẩm phán đọc lý lịch, một người là phó tiến sĩ, một người là đại úy quân đội. Những người dự phiên tòa cười ồ lên. Ai đó bảo chênh lệch quá, bỏ nhau là đúng rồi. Bố tự ái bỏ phiên tòa ra về. Sao lại thế hả bố? Vậy sao người ta đánh giá con người có bằng cấp, chức vụ à? Có thể bây giờ các con nghĩ khác, nhưng lúc đó là thầy bao cấp. Với lại bố mẹ đã không hòa với nhau được rồi. Thôi, con gái bố, con đừng bận tâm những chuyện quá khứ làm gì. Con vẫn được bố mẹ cùng thương yêu đấy thôi. Không, con thấy cứ như thế này thì cả bố lẫn mẹ đều khổ quá. Bố đi đây, con đi tìm các bạn để chơi đi. Hôm nay là thứ bảy cơ mà. Hôm nay trông xếp diện quá đấy. Chị mặc bộ này hợp với tuổi chị lắm chị Thụy ạ. Trẻ ra mấy tuổi đấy. Canh các chị đã chuẩn bị xong chưa? Xong. Sếp cứ yên tâm, mọi việc đã hoàn hảo cả rồi. Sếp vào uống nước đã ạ. Em hỏi thật sếp nhé, sao sếp phí thế? Phí gì? Phí đời chứ còn gì nữa. Đang tuổi lại gạo thế này mà cứ sống độc thân ấy. Cái cô này hay nhỉ. Tôi đã ly dị chồng đâu cơ chứ. Thôi sếp ơi, sếp chưa cần cái dấu của tòa án thôi, còn muốn lúc nào trả được. Đúng. Chị này biết nhiều quá đấy. Tôi cứ sống với con gái thì việc gì phải ly hôn cho nó tủi thân. Thế sếp định sống thế này đến già chắc? Đúng. Sếp làm thật đấy. Biết đâu đấy, đến lúc nào đó tình yêu đến bất ngờ, sếp chạy không kịp thì chết. Cái ông này làm như người ta còn 18 đôi 10 không bằng ấy. Thôi chuẩn bị ra sân bay đón khách đi. Đến giờ rồi đấy. Dạ vâng. À, không biết máy bay hạ cánh có đúng giờ không nhỉ? Hôm nay, tôi sẽ tổng kết cho các em bài kinh tế, phần tư bản chủ nghĩa. Mở đầu bộ tư bản, Marx có nói, hàng hóa là hình thái tế bào của nền kinh tế. Marx bắt đầu phân tích hình thái tế bào đó có hai thuộc tính. Chuyện gì đấy? Hàng hóa. Ly. Là sản phẩm của lao động. Hương nó làm sao thế? Không biết. Tạo ra hàng hóa. Chắc. Có tính chất hai mặt. Nó đang có chuyện gì buồn? Lao động cá thể và tập thể. Lao động tập thể biểu hiện trực tiếp là lao động xã hội. Lao động cá thể trực tiếp mang tính chất tư nhân. Hương, có chuyện gì thế? Sao không nói cho bọn mình được biết? Hương, bốn người vì một người. Chúng mình đã thề với nhau như thế, mày không nhớ à? Thực sự chả có chuyện gì mới. Mình chỉ buồn vì gia đình mình cứ ly tán như vậy thôi. Bố mẹ mày cũng phải nói tại sao chứ. Toàn những chuyện trừu tượng tế nhị cả. Bố mẹ mình nói thế. Thôi, Hương về trước đây, mang hộ mình sách vở về nhá. Sao? Hương định bỏ giờ buổi học à? Hương, đừng làm thế. Ở đây với tụi mình cho đỡ buồn. Không, mình mệt mỏi lắm rồi.
Hello, it's great to come here. Mr. Peter in Ho Chi Minh. He will arrive tomorrow. Đây là ông Greg, trưởng phòng sản xuất. Ông ấy nói rằng ông Peter hiện đang có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh, ngày mai sẽ ra tới đây. Hello, my name is Mark Thuist. I'm the production manager. I'd like to introduce to you Mr. Hùng. He's our sales manager. Thụy không nhận ra tôi à? Hùng Trắng đây. Hùng Trắng khóa 14 cùng Thụy đây mà. Bất ngờ quá, thấy tên Nguyễn Thanh Hùng trong danh sách. Nhưng tôi không thể ngờ lại chính là anh. Xin mời anh ra xe. Xin mời các vị lên xe. Thank you. Xin mời. Cảm ơn. Sit down, please. Chúng ta đi thôi cả một. Nào đưa vali tôi xách cho nào. Nào xin mời lên xe. Ok Thủy. Sao Thủy vẫn chưa lên xe? Tôi còn phải sắp xếp chỗ ngồi cho mọi người. Thế thì thưa bà giám đốc, định xếp tôi ngồi chỗ nào đây? Anh Hùng là khách, muốn ngồi chỗ nào tùy anh. Nếu vậy tôi sẽ chọn chỗ ngồi cạnh Thủy, được chứ? Mời anh. Anh Hùng không ở cùng đoàn à? Không, tôi là người Việt, tôi về thành phố của tôi, quê hương. Lâu lắm tôi mới có dịp được gặp lại. Và cả em nữa. Thấy tên em trong danh sách các khách hàng của tôi nóng lòng muốn gặp lại em. Tưởng ông Việt Kiều quên hết quá khứ rồi. Ôi, sao Thụy lại nghĩ về tôi như thế? Tôi không phải là Việt Kiều, tôi nguyên là sinh viên, được cử sang học nghiên cứu sinh ở Cộng hòa Dân chủ Đức. Dù sao anh cũng là người sang bán hàng trong vụ công ty tôi mua dây chuyền công nghệ của công ty anh. Tôi có thể giúp gì được anh không? Theo thông lệ, người bán hàng phải chiều lòng khách hàng. Vậy thì tôi có thể mời Thụy đi ăn tối được không? Tối nay tôi đã có kế hoạch, hẹn anh dịp khác. Nếu vậy thì tôi tranh thủ về thăm gia đình và mấy người bạn cũ của tôi. Thụy có thể cho tôi dùng xe của Thụy được không? Anh Hùng cứ tự nhiên, để tôi ra bảo với lái xe.
Cậu vẫn lái xe cho bà Thụy có phải không? Dạ vâng, có gì không ạ? Không có gì đâu. Là tôi hỏi vậy thôi. Tôi với bà Thụy, với ông Huy là bạn học đại học với nhau. Dạ, ông Huy là chồng cũ của bà Thụy ấy à? Sao lại chồng cũ? Họ bỏ nhau rồi à? Vậy là ông không biết à? Phải, trước năm 90 tôi có về nước một vài lần, nhưng toàn chuyện hàng hóa làm ăn. Từ ngày xóa bỏ bức tường Berlin, tôi làm việc cho một công ty chế tạo máy Frankfurt. Rồi ông cụ tôi sang bên đó, thế là cứ túi bụi vào công việc. Này, thế bây giờ bà Thụy sống một mình à? Không ạ, bà ấy sống với một đứa con gái ạ. Trong đảng ủy và ban chấp hành đoàn trường gọi anh lên làm công tác tư tưởng, rồi bắt anh phải sang bên Đức học, không được ra mặt trận đợt này. Sao lại thế? Cả khóa sinh viên bách khoa xung phong, có mình anh ở lại. Các thầy phân tích rất nhiều rằng rồi đây đất nước hòa bình thống nhất, lấy đâu ra người để xây dựng. Anh nói mãi mọi người chẳng ai nghe anh cả. Anh rất buồn vì không được đi đợt này. Thụy, em phải tin anh. Mà em cứ hỏi các bạn xem. Huy, cậu ấy nói cho Thụy nghe, mình có phải là thằng hèn nhát chạy trọt để không phải ra mặt trận cùng với các bạn không? Thụy, Hùng nói đúng đấy, đừng giận Hùng. Chúng ta không thể dồn tất cả thanh niên ra mặt trận cùng một lúc, vì chiến tranh còn kéo dài. Ở ngoài mặt trận, cả khi hòa bình, ở đâu cũng cần có những trí thức giỏi. Nhưng tại sao lại là Hùng chứ không phải ai khác? Nếu Thụy không tin, tôi sẽ hủy tờ quyết định này ngay trước mặt Thụy. Với lên xe đi các bạn ơi! Lên đi các bạn ơi! Người ta giục lên xe rồi đấy, đi thôi Thụy. Cậu cứ yên tâm, mình sẽ giúp đỡ Thụy. Đi nhá. Chào ông. Ông Peter có ở trên phòng không? Dạ, ông ấy ở trên phòng ạ. Cảm ơn. Dạ vâng. Xin chào Peter. Xin chào ông Nguyên Hùng. Có chuyện gì vậy ông? Tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải tranh thủ khách hàng về mặt tình cảm để có thể làm tốt hơn nữa về bản hợp đồng của chúng ta. Ok. Ok. Thưa ông Hùng, tôi xin lỗi, tôi chưa hiểu ông muốn nói gì. Thưa ông Peter, người Á Đông rất trọng tình nghĩa. Công việc có thể trôi chảy hơn nếu như được họ tin tưởng, có cảm tình. Với công việc của chúng ta thì sao? Tôi nghĩ rằng bằng con đường tình cảm, chúng ta có thể thực hiện được mục đích của mình. Thế ông Hùng đã có cách nào chưa? Bà giám đốc là bạn thân của tôi.
Nói đúng ra là người tình cũ. Ok, rất tốt. Nhưng liệu không có trở ngại gì chứ? Ồ, không. Không hả? Điều đó thì tôi xin đảm bảo, vì tôi đã điều tra về thực trạng cô đơn của nàng rồi. Vậy thì chúng ta bàn công việc cụ thể luôn. Ok. Đây. Chơi ở đâu không chơi? Tự nhiên lại vào cái công viên cũ rích vắng teo thế này. Thế nào? Cậu chủ trì cuộc đi chơi hôm nay cơ mà. Nhất định phải có lý do chứ. Đọc báo hả? Lại có bài viết mới chứ gì? Ông già vừa được cơ quan sắm cho bộ máy mới. Mình ăn sái bộ này. Chụp ảnh à? Sao không nói trước? Máy gì mà to thế? Có tốt không? Máy xịn đấy. Được xếp hạng thứ tư trên hàng máy ảnh thế giới. Lại có cả tele zoom 35-70. Có thể chụp xa hàng cây số. Xa thì để làm gì? Cũng có lúc chụp trộm cậu ăn bún ốc. Nó còn một tính năng nữa là có thể chụp ảnh nghệ thuật tuyệt đẹp. Này, chụp mà không đẹp là đập máy đấy. Được rồi, các người sẽ biết tay nghề của bản phủ ngay bây giờ. Đi. À, này này, ra cầu kia kìa, ở đấy chụp ảnh đẹp cực. Đi, đi. Nào, này, nào, đứng lại đăng ký chụp bây giờ trước nào. Có bao lượt rồi đấy. Yên tâm, mang rồi. Đứng gần vào, gần vào. Lâm đứng đây. Lại chụp ảnh với bọn nó đi. Chúng nó còn đang tranh nhau, cứ để chúng nó chụp đã. Ui giời. Thôi, lại chụp ảnh với chúng nó cho vui. Nhưng mà 4 giờ Hương phải về đấy, không già lại đợi. Thôi được rồi, 4 giờ kém 15 Lâm sẽ đưa Hương về. Hả? Đi. À, bọn nó đến đấy kìa. Đẹp vào. Nào, lại đây, lại đây. Nào, chụp cho bọn tớ với. Vào có một kiểu rất đẹp. Nào. Được rồi. Được chưa? 1, 2, 3. Bố. Cháu chào bác ạ. Chào cậu Lâm, con đi đâu với các bạn về đấy? Bọn cháu được nghỉ nên rủ nhau đi Bách Thảo chụp ảnh bác ạ. Thế là con lại bỏ các bạn ở đấy hả? Dạ không phải. Cũng sắp hết ánh sáng rồi bố ạ. Thôi bố con mình đi đi. Hương nói đúng đấy bác ạ. Lâm ở lại cùng đi với bố con bác nhé. Dạ cháu xin phép bác, tụi bạn cháu đang chờ ở trên ấy. Dạ cháu xin phép. Đi nhá. Sao con lại lục lọi đồ đạc riêng của mẹ? Không phải con cố tình, ngẫu nhiên thôi bố ạ. Nhưng con tin là bố biết người có tên là Hùng ấy. Hùng là bạn học cùng khóa với bố và mẹ. Hồi đó người ta gọi là Hùng Trắng, vì cậu ta trông trắng trẻo thư sinh lắm. Thế chú Hùng cũng yêu mẹ con ạ? Yêu mẹ con trước bố. Vậy là mẹ con cũng yêu? Phải, rất yêu. Thế tại sao bố lại chiến thắng? Thôi, để bố nói trình tự vậy nhá. Bố yêu mẹ Thị con, mẹ Thị lại yêu chú Hùng. Sinh viên khóa 14 xung phong ra mặt trận hết. Chú Hùng ở lại đi học nước ngoài. Vậy là chú ấy đào ngũ à? Sao lại là đào ngũ? Chú Hùng chịu sự phân công của nhà nước để chuẩn bị tài lực cho hòa bình. Đợt ấy có đến 5 người cùng đi với chú Hùng. Không, con nghĩ như thế là phản bội. Ai lại học cùng với nhau, đến lúc gay go nhất lại bỏ bạn. Con cũng hay kết tội cho mẹ con. Ngày trước, mặc dù bố đã bảo đảm rằng chính bố đã chứng kiến các thầy trong ban giám hiệu thuyết phục chú Hùng ở lại. Tại sao bố lại được chứng kiến? Tại vì bố cũng được gọi lên ban giám hiệu như chú Hùng.
nhưng bố vẫn ra đi cơ mà. Con nói đúng mà, đó là một người hèn nhát, cơ hội. Con không thể kết tội người khác một cách dễ dàng như vậy được. Hoàn cảnh lúc bây giờ rất khác, rất xa lạ với cách sống, cách nghĩ của các con ngày hôm nay. Và sau đó, người ấy còn ở lại nước ngoài làm ăn. Như vậy không phải là phản bội hả bố? Kìa, sao con lại đau to búa lớn như thế? Nhiều người đi học nước ngoài xong, ở lại bên đó thêm một thời gian để học cao học, để làm việc với nền công nghiệp hiện đại của bạn. Bố tưởng chuyện này rất dễ hiểu với thế hệ các con chứ. Những năm tháng sống ở bên ấy, tôi luôn bị dằn vặt về sự phản bội bạn bè, sự hèn yếu, thói cơ hội. Chính vì vậy mà tuy về Việt Nam vài lần, tôi không dám gặp mặt ai, không dám đến tìm Thụy. Có lẽ chính vì vậy mà tôi dần dần xa lánh bạn bè, người thân, quê hương đất nước. Tôi hỏi thật Thụy nhé, liệu Thụy và bạn bè có tha thứ cho tôi được không? Tôi không thấy ai nghĩ xấu về Hùng cả. Kể cả Thụy nữa. Tôi thì cậu oán trách anh một thời gian, nhưng ở mặt trận nhiều gian khổ hy sinh khủng khiếp lắm. Cũng có người không chịu đựng nổi, tự gây thương tích cho mình để được về hậu phương. Có cả những người chạy sang phía bên kia, tức là hồi tránh ấy. Nhưng mọi người đều cảm thấy thương và thông cảm với họ, chứ không phải là căm giận như tôi tưởng. Tất cả tội lỗi ấy cũng đều bởi chiến tranh. Giá mà hồi ấy cả khóa 14 chúng mình vẫn ngồi học cùng nhau. Thùy rộng lượng quá đấy. Lâu lắm tôi mới có được một ngày hạnh phúc như thế này. Anh lại nói quá lên rồi đấy. Tôi rất buồn nếu có một người thân như Thụy lại nghi ngờ về sự chân thành của tôi. Anh Hùng đừng dối, tôi đùa đấy mà. Nào, nâng cốc. Con đường kỷ niệm, tôi chả quên được bất cứ chi tiết nào hồi chúng mình bên nhau. Phút đầu tiên gặp Thụy ở sân bay, tôi kinh ngạc sao Thụy vẫn như xưa, vẫn trẻ, đẹp, đoan trang như tôi đã hình dung trong những ngày cô đơn nơi đất khách. Anh bây giờ tán tỉnh giỏi hơn xưa nhiều lắm. Thụy đừng nghi ngờ tôi. Thụy không có tâm trạng của người sống lưu vong, cho nên Thụy không hiểu được đâu. Mà cũng có thể là thế đấy. Khi xa quê hương, mỗi người có một cách yêu, cách nhớ. Nhưng ai cũng gắn cái tình yêu trừu tượng ấy vào một biểu tượng cụ thể. Hình ảnh quê hương trong tôi là một người con gái Hà Nội, một cô sinh viên tươi tắn, thông minh. Có lẽ vì vậy mà tôi chẳng thể nào quên được. À, anh Hùng vẫn chưa cho Thụy biết chuyện gia đình riêng của anh. Tôi đã lấy một cô vợ người Đức, và đó là bi kịch của cuộc đời tôi. Lưu vong ở ngoài đường, lưu vong ở ngay trong nhà của mình. Anh vẫn sống hạnh phúc đấy chứ? Tôi đã ly dị cách đây 5 năm rồi. Tôi không biết, xin lỗi. À, không sao, không sao. Tôi rất muốn khoe với mọi người điều đó. Như thể tôi đã trốn được khỏi cuộc sống đầy mặc cảm của tôi. Thế còn con cái của hai người? Một thằng con trai, nó sống với tôi và bố tôi. Nó mắt đen, tóc đen, như chúng ta vậy. Thật phúc đức quá. Sao anh lại nói thế? À, đúng là mẹ cái Hương rồi. Tớ cũng thấy như vậy. Quay lại kiểm tra xem sao. Hàng cây ngày trước của chúng ta. Này này, cẩn thận, bà ấy nhìn thấy đấy. Thank you.
vào đi em. Anh muốn mua tặng em một món đồ lưu niệm quý. Dạ, mời anh chị xem hàng ạ. Dạ, loại này ạ. Sao mới ở nước ngoài về mà anh cũng sành điệu thế? Bọn anh ở bên ấy luôn có thông tin. Ai chả biết hàng hóa ở Việt Nam. Vào nhà đi, có chuyện quan trọng đấy. Các cậu định chơi trò gì thế? Lâm, cậu nói đi. Mình hỏi thật, có phải Hương muốn giấu nguyên nhân sự trục trặc của bố mẹ, đúng không? Mình chẳng hiểu các cậu nói gì cả. Cứ nói thẳng ra đi Lâm. Mẹ Hương không muốn gặp và nói chuyện với bố Hương vì bà ấy đã có người khác. Mẹ con tớ có chuyện gì cũng nói thẳng với nhau hết. Dương, cậu cứ cho Hương xem đi. Mẹ mình làm giám đốc, việc đi lại giao tiếp với mọi người chẳng phải là chuyện gì đặc biệt cả. Thôi được, nếu Hương muốn giấu tụi mình thì đấy là việc của Hương. Dương, để mình giữ. Mình cũng muốn biết người trong ảnh là ai chứ. Không được, không thì để mẹ Hương biết tụi mình chụp ảnh trộm bà ấy. Hương đây à? Con chào mẹ. Mẹ tưởng con ngủ rồi. Mẹ đi đâu về đấy ạ? Thì vẫn công việc thôi con ạ. Mẹ ăn cơm chưa ạ? Rồi, mẹ ăn với khách. Khách nào thế hả mẹ? Có khách của công ty BSM từ Đức sang ký kết hợp đồng bán thiết bị cho công ty mẹ. Họ nói tiếng Đức cả hả mẹ? Sao hôm nay con tò mò thế? Có cả người Việt Nam con ạ. Phiên dịch hả mẹ? Không, có một tiến sĩ người Việt Nam làm trưởng phòng tiếp thị. Ông ấy trực tiếp trao đổi với khách hàng. Gớm, sao hôm nay con quan tâm đến mẹ thế? Thôi,
Đi ngủ cho khỏe con ạ. Vâng ạ. Đây là một trong những sản phẩm của chúng tôi. Dạ vâng, rất đẹp. Còn đây là dây chuyền sản xuất đấy. This is the reason why we are here. Oh, we really hope that you come here to buy our products. Yes. In the future. Yes. Splendid. Giới thiệu với các ngài, đây là dây chuyền sản xuất xứ vệ sinh hiện đại, mới nhập ở Italia, có năng suất 500.000 sản phẩm một năm. Chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc tế ạ. This is our newly production line. We have just imported from Italy. And it's got the capacity of 500,000 products annually. Oh. It's very well equipped. It's marvelous. Thủy dự định công ty có mấy dây chuyền sản xuất hiện đại như thế này? Trong 5 năm tới, nếu có thêm mặt bằng, công ty sẽ cho lắp đặt thêm 3 dây chuyền nữa. Có công suất bằng và lớn hơn dây chuyền này. À. Come on, please. Go on, go on. At least nine. Let's have a look. Anh Hùng thấy thế nào? Cũng được. Hệ thống dây chuyền này là hoàn toàn tự động đấy. Ông Peter ủy nhiệm cho tôi thảo luận trước với Thụy về những điều khoản trong hợp đồng chuyển giao thiết bị công nghệ. Được. Anh Hùng cứ xếp lịch đi. Tôi sẵn sàng. Look. That's a nice pair. Now I know why you did want to come to Vietnam. Ông ấy nói rằng bây giờ ông mới hiểu tại sao ông Hùng lại đòi bằng được về Việt Nam lần này. Ông giám đốc biết đùa lắm đấy. Bạn ơi, tí có lên nhà thầy với tao không? Này, tao thấy con Hương dạo này thế nào ấy, nó không tin bọn mình nữa hay sao ấy? Lúc nào cũng trầm tư mặc tưởng. Tôi điều tra rồi, gã đàn ông đó tên là Hùng, trong đoàn của công ty Đức sang bán máy móc. Sao? Việt Kiều à? Không, không phải Việt Kiều. Ông này nguyên là sinh viên khóa 14 trường mình đấy. Có bằng Master, rồi lại làm việc cho công ty BSM của Đức. Thế ông ta mang quốc tịch gì? Không biết. Bây giờ chúng mình phải làm gì để giúp Hương? Ôi giời, nó có yêu cầu giúp đỡ gì đâu mà các cậu cứ phải lo. Nhưng nó rất buồn. Bảo nó rằng, nếu tình yêu thực sự đến với mẹ nó, thì nó nên vui, chứ sao lại thế? Con cái sống vì hạnh phúc của cha mẹ, nó chẳng đã nói thế là gì. Thôi đi Dương, đừng đùa nữa. Bọn mình chả đã hứa với nhau, là không thể vô trách nhiệm được. Vậy thì cậu đi mà lo. Nó buồn vì không thể hàn gắn hai bố mẹ lại được nữa. Không phải chỉ có thế, chính Hương cũng không biết được người đàn ông này ra sao, quan hệ của mẹ Hương với ông ta thế nào. Ly thương nó lắm. Chúng mình phải xác định giúp nó việc này. Bằng cách nào? Lâm có thể điều tra tính cách lý lịch của hắn qua thầy Tùng được đấy. Thầy học khóa 14 mà. Tuyệt. Thông minh lắm. Mình sẽ làm ngay. Còn Ly, Ly phải an ủi giúp đỡ Hương. Ly nhá. Hương, mày không tin bọn tao à? Sao Ly lại nói thế? Tụi mình là con gái, có gì cứ nói cho nhẹ bớt đi. Mình lo rằng chẳng thể cứu vãn được gia đình mình nữa. Hương xác định là mẹ Hương yêu à? Có thể. Người yêu đầu tiên của mẹ mình đấy. Bao nhiêu năm rồi họ mới gặp lại nhau. Thực ra mẹ mình có thể yêu. Bao nhiêu năm lấy công việc và chăm lo cho con để quên đi. Mẹ mình khổ lắm. Mình biết chứ. Người ta nói phụ nữ đến tuổi trung niên có thể yêu mãnh liệt lắm. Nhưng người năm ấy của mẹ Hương là người như thế nào? Tại sao bao nhiêu năm rồi mới quay trở lại? Lần này cũng không phải trở lại tìm mẹ Hương, mà nhân chuyện làm ăn. Cậu nghĩ giống mình lắm. Mình đang băn khoăn về tư cách của người này. Mình không tin rằng ông ấy có tình cảm thật với mẹ mình. Ha 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 ha!
Cậu chờ mình ở đây nhá. Cảm ơn. Bán gì thế em? Dạ, anh mua đồ mỹ phẩm giúp em ạ. Hình như em không phải là một tiếp thị viên chuyên nghiệp phải không? Em là sinh viên ạ. Sinh viên? Em học trường nào vậy? Dạ, em học Bách Khoa ạ. Bách Khoa? Ôi, thế là bạn đồng môn rồi. Tôi là sinh viên Bách Khoa, khóa 14 đây. Em ngồi xuống đây. Hình như anh mới ở đâu về Hà Nội mà không biết về sinh viên đi tiếp thị à? Em đoán giỏi lắm. Anh mới ở nước ngoài về. Anh là Việt Kiều à? Không phải, nhưng gần đúng rồi đấy. Anh thấy sinh viên bọn em bây giờ có vất vả không ạ? Sinh viên các nước khác thì cũng phải đi làm thêm, nếu như không có sự giúp đỡ của các mạnh thường quân. Mạnh thường quân nghĩa là thế nào ạ? Là sinh viên nữ thì rất dễ. Chỉ cần biết cởi mở, chiều lòng một chút. Nghề tiếp thị của em luôn luôn phải làm vừa lòng khách ạ. Dạ, quý anh mua chút hàng tặng người yêu đi ạ. Tiếc quá nhỉ, tối nay anh lại mắc bận rồi. Hay là thế này, anh cho em địa chỉ, số phone, mai mốt rảnh gọi điện cho anh, ta nói chuyện với nhau nhé. Em xin lỗi, em phải ra chỗ bạn em ạ. Quá đáng lắm. Tại sao cô để Ly làm những việc nguy hiểm như thế? Tự Ly làm. Chỉ báo cho mình biết. Mà có gì là nguy hiểm đâu. Tiếp thị bọn trường mình làm đầy ra kia kìa. Đấy là tiếp thị thật. Còn việc Ly làm lại khác hẳn. Ly! Có sao không? Mất xử nữa hàng. Phải đền cho người ta đây này. Sao lại mất hàng? Đưa tiền đến hàng đây. Này, dưới đây kể cho mà nghe. Ly kỳ hấp dẫn, thướt tha ủy mị lắm nhá. Thôi được, chúng tớ sẽ đền. Bọn này có rất nhiều thông tin về tay nửa Việt Kiều ấy. Thông tin gì nói ngay đi. Tin từ phòng thương mại cho biết gia đình hắn một vợ hai con. Còn bên cảnh sát kinh tế thì cho biết về một vụ tham nhũng có liên quan tới việc mua bán thiết bị của công ty BSM. Mà vụ ấy cũng có mặt tay Hùng trong đoàn ký kết. Đến Hà Nội lần này, chắc hẳn tay cũng có ý đồ gì đó. Mang chuyện này về kể cho Hương nghe, để Hương biết rõ về người nam ấy của mẹ Hương. Hả? Ừ, đi. 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 Tất cả là như vậy đấy. Ý cậu thế nào? Về lai lịch của ông ta mà các cậu điều tra được, chẳng có gì là chắc chắn cả. Còn ngôn ngữ của các quán bar chúng mình có biết lắm đâu. Có khi họ nói chơi vậy thôi, chứ chẳng có gì quan trọng. Sao lại không quan trọng? Hương phải hiểu một người bằng tuổi bố mình, có vợ con, lại nói yêu mẹ Hương, lại nói năng hành động như vậy. Mình không thể tin được những điều ấy. Thế còn cái này,
và cả lời hẹn gặp riêng nữa. Cũng là xã giao thôi. Hương bây giờ làm sao thế? Tớ chịu không thể hiểu nổi. Chắc là bị mẹ thuyết phục rồi à? Được rồi, để mai Ly tiếp tục điều tra theo lời mời của hắn. Không, Ly không được làm như thế nữa. Các cậu không được lợi dụng Ly, đẩy Ly đến chỗ nguy hiểm. Con vẫn học đấy à? Chăm quá nhỉ? Thế nào? Ở nhà con nấu cơm ăn tử tế không con? Có. Con đi nhà hàng thế nào được hả mẹ? Hương, có chuyện gì thế? Con giận mẹ phải không? Không. Con có quyền gì mà giận mẹ? Con chỉ thấy dạo này mẹ khác lắm. Mẹ khác gì đâu? À, dạo này mẹ hay vắng nhà hơn, không chăm sóc cho con đầy đủ chứ gì. Con lớn rồi, cũng chẳng cần mẹ phải chăm sóc nhiều đâu. Con chỉ muốn giữa hai mẹ con mình thật thà, cởi mở với nhau thôi. Mẹ nói dối con à? Vâng, mẹ bận, không phải vì chuyện của công ty. Tại sao mẹ không nói với con rằng mẹ gặp lại người ngày xưa của mẹ? Thôi được rồi, con cũng đã lớn, mẹ sẽ kể tất cả cho con nghe. Con muốn biết gì nào? Mẹ tính bỏ con vào bố Huy phải không? Mẹ không bao giờ bỏ con. Còn bố Huy, con cũng đã biết bao nhiêu năm nay mẹ sống thế nào. Mẹ gặp lại ông Hùng và mẹ yêu ông ấy phải không ạ? Sao con biết tên ông ấy? Mẹ không, mẹ chưa yêu ông ấy. Nhưng giả sử mẹ có yêu thì cũng chẳng phải là chuyện gì ghê gớm. Vâng, mẹ nói đúng, cũng là chuyện bình thường thôi mà. Con xem, gần 20 năm nay mẹ sống thui thủi một mình. Mẹ dành mọi tình cảm cho con. Bây giờ con đã lớn, nếu mẹ có ý định thay đổi cuộc sống của mình, chắc con cũng không phản đối. Mẹ vẫn là vợ của bố Huy con về mặt pháp lý. Về mặt pháp lý? Chẳng lẽ bọn trẻ các con lại không hiểu rằng mọi ràng buộc tình cảm còn quan trọng hơn giấy tờ hôn thú nhiều? Nhưng mẹ vẫn chưa ly dị. Về việc ly dị mẹ làm lúc nào chẳng được. Mẹ tin rằng bố con cũng không phản đối. Sở dĩ mẹ để việc này lại cũng vì con. Vâng, thủ tục nhỏ làm lúc nào cũng xong. Con hiểu mẹ rồi. Vậy mà bao lâu nay con cứ hy vọng vào tờ giấy đó, và con sẽ giữ mẹ lại được, sẽ cho con một gia đình yên ấm. Hương, mẹ hiểu con. Nhưng cái gì đã xảy ra
khó níu kéo lại lắm con à. Nhưng con muốn nói với mẹ rằng người mà mẹ đang quan hệ ấy không xứng đáng với mẹ, không xứng đáng để con phải tôn trọng. Hương, con không được hỗn. Con biết gì mà dám nói như vậy? Con biết nhiều hơn cả những điều mà mẹ biết cơ. Mẹ hiểu rồi. Bố con đã nói cho con những điều không tốt đẹp về người bạn học ngày trước. Không phải. Mẹ không được nghĩ xấu về bố. Bố con không nói gì cả. Những quan niệm cổ hủ thời chiến tranh, lấy thước đo đạo đức thời chiến để quy xét một con người, mà không bao giờ để cho họ trình bày lại sự thật về những nỗi đau mà họ phải gánh chịu từ sự ghẻ lạnh, hững hờ. Mẹ nói gì con không hiểu. Ông ấy đã không trở lại Hà Nội bằng ấy năm trời, cũng chỉ vì sự ghẻ lạnh, hững hờ của bạn bè và xã hội. Không, con không biết gì về những rích rắc trong chuyện quá khứ của thế hệ mẹ. Con chỉ cảm thấy rằng ông ấy không tốt, không thực sự yêu mẹ. Hương, im ngay. Con không được ăn nói hồ đồ như vậy. Các em chú ý nhé. Bây giờ tôi có một vật nhỏ coi như một chất điểm được ném lên từ A, dọc theo một mặt phẳng nghiêng, hợp với mặt phẳng ngang một góc alpha. Được, giúp hộ cho với một vận tốc đầu nào đó. Ly, Ly. Khi tới B, vật dừng lại và trượt về A. Xác định hệ số ma sát trên mặt phẳng nghiêng, biết rằng thời gian đi xuống gấp đôi thời gian đi lên. Nào, các em hãy suy nghĩ. Chúng tôi rất muốn mời bà giám đốc đi ăn bữa trưa, nhưng ông Hùng đã mời trước mất rồi ạ. Tôi nghĩ là ông Hùng nên mời các ông đi cho vui. Chúng tôi có chuyện gì riêng đâu mà ngại. Xin tạm biệt. Bye bye. Bye bye. Bye bye. See you again. Bye bye. See you again. Good bye. See you again. Ông Peter nói đùa đấy. Chiều nay họ có một cuộc hẹn hay lắm, nhưng họ không muốn cho Thụy và tôi biết. Chào ông Hùng. Chào ông ạ. Chiều nay chúng ta có một buổi chiều tự do. Tôi sẽ đưa Thụy đến một nơi rất đặc biệt. Chắc chắn là Thụy sẽ thích đấy. Nào, em đã tin vào khiếu thẩm mỹ của anh chưa? Chắc chắn đây sẽ là một trong những góc đẹp nhất của Hà Nội đấy. Về thẩm mỹ, anh Hùng đã nổi tiếng ở trường đại học Bách Khoa hồi ấy rồi còn gì. Buổi thảo luận về hợp đồng hôm nay chưa đi đến kết quả. Một phần vì em quá cứng nhắc, lại ít hiểu biết về nguyên tắc thương mại quốc tế. Không phải như thế. Em chỉ thắc mắc là tại sao các khoản phụ phí và giá công các chuyên viên lắp đặt lại nâng cao như vậy. Em ngồi xuống đây. Với em, anh cứ nói thật hết nhé. Thực ra công ty em có thể mua được dây chuyền sản xuất với giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn sẽ không đảm bảo về chất lượng kỹ thuật. Em sẽ mắc phải những điểm rất cứng nhắc trong hợp đồng, khó giải quyết uyển chuyển, có lợi ích cho công ty và bản thân em. Sao lại là uyển chuyển? Em là khách mua hàng cơ mà. Anh không lạ gì về việc kinh doanh ở đất Hà Nội này. Anh nghĩ là nhân đợt mua thiết bị này, em có thể lo cho em một khoản lớn đấy. Và bao nhiêu khoản phải lo lót nữa chứ. Mùa hè tới rồi, cái nóng của Hà Nội đến là khó chịu. À, anh tính em nên cho con gái và em sang Đức nghỉ ngơi một ít ngày. Mọi thủ tục anh lo xong ngay. Nhưng con bé nhà em đâu đã biết anh. Nếu muốn như vậy cũng phải có thời gian để anh làm quen và thuyết phục nó chứ. Việc gì chứ việc đó thì anh làm được ngay. Anh dễ được bọn trẻ mến lắm. Tiền nong em cũng đừng lo lắng gì. Ông Peter sẵn sàng mời em và con em đi chuyến này. Em nghe nói là người Đức ke lắm cơ mà. Không phải ke mà là rành mạch. Phần của em đáng được hưởng thì em hưởng. Vậy là tiền riêng cho em có trong giá thành hợp đồng công ty. Anh định nói thế phải không?
Đúng như thế đấy. Anh làm tất cả vì mẹ con em. Em mua hàng của công ty anh bằng tiền của công ty em. Công ty em không có nghĩa là của riêng em. Doanh nghiệp nhà nước là của nhà nước, của cán bộ công nhân viên. Thụy này, anh làm việc này để lo cho em. Anh phải thuyết phục mấy tay người Đức mất công lắm. Vì chỉ có anh mới hiểu được cái cung cách làm ăn ở đây. Hãy nghe anh, mọi việc sẽ tốt đẹp hơn em tưởng đấy. Ơ kìa, Thụy. Thụy, anh xin lỗi. Anh xin lỗi vì đã không bàn trước với em. Nhưng thực tình là anh rất thương em, rất lo lắng cho em. Và nếu như em không muốn như vậy thì... thì thôi, em bỏ qua đi nhé. Mà vô lý quá nhỉ. Chúng mình đã đến một nơi có cảnh đẹp như thế này mà lại đi nói chuyện làm ăn, chẳng ra làm sao cả. Thôi, tao vào phòng đi em. Anh thuê phòng rồi à? Anh là khách quen, cho nên ở đây lúc nào họ cũng dành riêng cho một phòng, đi em. Không, em không thể ở đây với anh được đâu. Với lại, chuyện của chúng mình chưa có gì là quyết định. Anh và em mới gặp lại nhau, chưa hiểu hết về nhau đâu. Kia. Gì vậy? Hương đừng trốn tránh tụi này nữa. Tại sao mấy hôm nay Hương bỏ học? Tôi đã nghĩ lại rồi, học để mà làm gì? Hương, tụi tao lo cho mày, mày không thể đối xử với chúng tao như vậy. Tôi nói thật, tại sao các bạn lại không tin? Sau này vẫn có nhiều cách để nuôi tôi đầy đủ và sung sướng. Mày muốn nói đến cách nào? Đối với con gái, tốt nhất là lấy một ông chồng già giàu có. Nếu là Việt Kiều, có thể cõng mình đi nước ngoài càng tốt. Này, mày điên đi à? Hương bỏ kiểu ăn nói ấy đi. Hương, phải bình tĩnh. Chúng mình sẽ có cách để cho mẹ Hương hiểu ra. Hiểu cái gì? Hương nói chuyện với bà ấy rồi. Mẹ Hương nói đúng đấy. Người năm ấy của mẹ Hương rất đáng yêu. Ông ấy còn đang lo giúp Hương nữa đấy. Bây giờ thì các bạn hiểu cả rồi chứ? Thôi, để Hương đi. Hương còn rất nhiều việc phải làm. Hương nó điên rồi. Làm thế nào để cứu được nó bây giờ? Hương. Mẹ ở nhà. Con đi đâu về đấy? Đi tìm kiếm hạnh phúc mẹ ạ. Luật pháp có quy định, mỗi người đều có quyền học tập, lao động và tìm kiếm hạnh phúc. Ông người Đức nửa Việt của mẹ thế nào rồi mẹ? Con muốn biết thật phải không? Vào đây. Chú Hùng vẫn khỏe mạnh, vui tươi. Còn muốn biết gì nữa không? Ông ấy vẫn còn yêu mẹ như ngày xưa chứ ạ? Hương, tại sao con lại thay đổi một cách khủng khiếp như thế? Tại vì mẹ thay đổi nhanh chóng, khác thường quá. Xin lỗi, cô cần gặp ai? Dạ, tôi gặp ông Hùng ạ.
cô lên phòng 302. Cô là... Dạ, em được con bạn làm tiếp thị giới thiệu đến đây để gặp anh ạ. À, nhớ rồi, nhớ rồi. Trời ơi, cô tiếp thị mang đến cho tôi một cô bạn đẹp đến thế này cơ. Mời em vào đây. Dạ. Em ngồi xuống đi. Dạ vâng. Em là sinh viên hả? Vâng, sinh viên nghèo ạ. Người đẹp như em thì nghèo thế nào được. Em có mấy việc phải nhờ anh giúp. Thứ nhất là anh lo cho em một việc làm trong văn phòng công ty của anh tại Hà Nội. Thứ hai, trường em sắp có dạ hội sinh viên, em lại không biết nhảy, ngượng lắm. Nếu anh không phiền gì, em nhờ anh dạy em mấy buổi cho nó quen đi. Được rồi, được rồi. Người đẹp nhờ thì dù việc khó đến đâu anh cũng làm được. Nhưng rất tiếc hôm nay anh lại mắc bận cuộc họp. Anh lại từ chối em rồi. Thế mà bảo khó đến đâu cũng làm được. Không, anh nói thật, anh phải đi cùng với ông sếp, không thể vắng mặt được. Chả lẽ em không hiểu được anh đau lòng như thế nào hay sao? Thế còn lúc khác thì sao? Để xem nhé. À, hôm nay bận cả ngày, cả đêm nữa. Sáng mai họp. Chiều mai, đúng rồi. Chiều mai anh đón em nhé. Được không? Anh quý công việc như thế cũng tốt đấy. Nhưng anh phải hứa giúp em đấy nhé. Mời ông Hùng xuống lễ tân có việc ạ. À, được, tôi xong ngay đây mà. Thôi, anh bận thì thôi vậy. Em về đây. Nhà em có số điện thoại không? Nhà em nghèo lắm, làm sao mà lắp được điện thoại. Em về nhá. Dạ vâng ạ. Có chuyện bác gì thế cháu? Hương có sao không bác? Sao? Có chuyện gì xảy ra với nó à? Bị tai nạn hay là ốm đau? Chuyện dài lắm bác ạ. Bác cứ đi với bọn cháu rồi chúng cháu kể cho bác nghe. Cháu. Hello. Cháu Hùng. Peter. Công việc đến đâu rồi? Mời ông. Công việc đang rất tốt đẹp, thưa ông giám đốc. Nhưng bà Thủy vẫn chưa có ý kiến chính thức phải không? Ở Việt Nam, người ta hay giấu kín hoặc tìm cách khác để nói về tình cảm của mình hoặc về điều người ta muốn. Ông yên tâm, về điều này tôi đảm bảo được. Dạ thưa, ông Hùng có điện thoại ạ. Xin lỗi. Ok. Alo. Ôi, em bé bỏng của anh đấy phải không? Anh đang chờ điện của em đây mà. Tất nhiên là anh đến rồi. Anh đã xếp lịch dành cả chiều và tối nay cho em mà. Em chờ anh ở quầy lễ tân nhé. Em sẽ đến đúng giờ. Anh yên tâm. Bye bye. Bố cái Hương, lúc nào cũng quân lệnh như sơn, thế mà hôm nay lại lỡ hẹn. Cậu cứ yên tâm đi, thế nào ông cụ cũng đến. Ơ kìa, còn 4-5 phút nữa mà cậu đã trách bác ấy là sai hẹn. Này, cậu đang điên đấy.
đúng là cái Hương. Nhưng nó mặc lạ lắm bác ạ. Đuổi theo đi. Có đúng là nó thật không? Đúng. Có thể là cháu nhìn lầm. Ta cứ về nhà xem sao đã. Đi. Liệu có đúng các cháu nhìn thấy Hương không? Nhất định đúng bác ạ. Không hiểu Hương đi đâu nhỉ? Bây giờ mà bác gái vẫn chưa về nhỉ? Chị Thụy, chị có điện thoại. Alo. Bác Thụy đây ạ. Ờ, bác đây. Cháu là Ly đây ạ. Bác ơi, bác có biết Hương đâu không ạ? Chắc là nó đi đâu có việc cần đấy. Đừng lo cháu ạ. Không, có chuyện gì đặc biệt lắm bác ạ. Tối qua nó gọi điện cho cháu. Giọng rất lạ. Nó bảo khoảng 6 giờ chiều mai chúng mày sẽ được biết rõ về tao. Bác ơi, bác về nhà ngay đi. Bác về ngay. À, được rồi. Anh cứ mong em mãi. Ta lên phòng đi anh. Đừng để em sợ người ta nhìn thấy đấy. Không sao, không sao. Anh đã chuẩn bị cho em một buổi tối tuyệt vời. Kìa, bác Thụy về rồi kìa. Làm thế nào bây giờ hả bác? Anh cũng về đấy à? Ờ. À, để bác vào nhà xem Hương có viết gì để lại không. Chuyện gì thế bác? Cô Trinh, nó đến đấy làm gì nhỉ? Bác, đi, ta phải đi ngay, không có bé nguy mất. Hay đi thôi, đi. Hỏi ông Hùng. Dạ, ông không có ở trên phòng à? Ông ấy đi đâu anh có biết không? Ông không dặn lại. Ông ấy đi với một cô gái bằng cỡ em có phải không ạ? Hình như thế, tôi thấy ông đi ra cửa. Ông đi bằng xe gì? Anh có nhớ biển số không? Tôi không để ý. Chết tôi rồi. Thế nào? Thế này thì chết tôi rồi. Con ơi, con. Thì bình tĩnh đã, phải tìm cách nào để biết được con gái mình ở đâu đã chứ. Đi nào. Đến và hỏi lại xem sao đã nhá. Ta vào trong phòng đi em. Ở trong đó họ đã chuẩn bị sẵn đồ ăn cả rồi. Sao không ăn ngoài vườn hay trong nhà ăn hả anh? Anh muốn chỉ có mình anh và em thôi. Phong cảnh hoàng hôn đẹp như thế này, chẳng lẽ anh không thấy sao xuyến gì sao? Cô gái bé bỏng của anh dễ thương và mơ mộng quá. Anh Hùng này, anh có biết tại sao em lại quá thân thiện với anh như thế này không? Thì em muốn có việc làm, em muốn học nhảy. Đó chỉ là cái cớ, anh biết quá rồi cơ mà. Thế thì tại sao nào? Anh không biết gì thật à? Lâu anh không về nước, nên không biết. Bọn trẻ bây giờ chỉ thích muối tiêu thôi. Muối tiêu là thế nào? Là nửa đen nửa trắng, như anh ấy. Sốt ruột quá nhỉ. Không biết bố mẹ Hương có tìm được Hương không nhỉ? Ôi, bà đến tìm mấy ông người Đức chắc cũng chả thấy cái gì đâu. Alo, trung tâm taxi A có phải không ạ? Dạ, chúng tôi có việc khẩn cấp ạ. Chị có thể cho biết các lái xe taxi có mặt ở khách sạn Mỹ Lan cách đây nửa tiếng không ạ? Em cứ ăn đi. Anh vào trong này một lát, em cứ tự nhiên.
Hương? Em đi đâu đấy? Em định gọi người phục vụ ạ. Em quê lắm, cần gì thì cứ bấm chuông gọi, việc gì phải đi. Ôi, em dễ thương quá. Em cũng phải đi rửa mặt chứ ạ. Đi đi. Em bé ơi, làm gì mà lâu thế? Ông Hùng ơi, mở cửa ra tôi nhờ một tí. Tôi đang bận, đừng làm phiền. Tôi là Thụy đây, mở cửa ra. Mẹ ơi, mẹ. Bố. Mẹ ơi. Ông Hương đây làm gì? Ông đây làm gì Hương? Tôi... Ông Hương đây làm gì? Tôi... Ông nói đi. Ông trả lời đi. Thôi các cháu, đây là chuyện riêng của mẹ con Hương, để hai mẹ con bà ấy giải quyết. Hùng, sang phòng bên. Vâng. Ta về thôi các bạn. Cháu về bác ạ. Cháu xin phép. Cháu về ạ. Hùng, mày đã từng là bạn của tao với Thụy. Đã không ít lần tao phải giải thích với bạn bè cùng khóa, với con gái tao về việc chạy trốn khỏi cuộc chiến tranh này của mày. Tao đã thanh minh về việc mày được nhà nước nuôi ăn học rồi ở lại bên đó, rằng do hoàn cảnh, rằng cũng là đóng góp trí tuệ cho nhân loại. Thực ra tao vẫn muốn nghĩ tốt về mày. Tao muốn dù không phải là tao thì Thụy vẫn thấy lại mày trong trẻo tốt đẹp. Để cô ấy nhớ lại mối tình đầu của thời sinh viên. Tao không ngờ cho đến tận bây giờ mày vẫn chứng tỏ thói cơ hội, sự đổi bại thắng tận lương tâm đến như vậy. Thôi, đến giờ bố phải về đơn vị.